Nhanh quá là nhanh, gần chục ngày nữa thôi là Tết rồi. Cuối năm ý, nhà mình tất niên chiến miên luôn. Ăn cỗ cứ gọi là lên bờ xuống ruộng. Đây, cho các bác xem quả tủ lạnh Panasonic nhập nhật nguyên con nhà em. Rau củ quả lúc nào cũng sung xuê. Các bác đã thấy không khí Tết đến xuân về ngập tràn chưa? Thấy quất, thấy áo dài là thấy Tết. Nãy giờ là hai bố con nhà nó loay hoay mãi. Hết quất là đến áo nọ áo kia. Nhìn bà nhỏ bánh bao có ra dáng không chứ lại? Bố ơi, bố bánh bao để bố hai bác chúng mình cùng cười nhé. Đại hội đồng bánh bao là xin chào cô chú nhá. Áo xanh đồ, dây ngọc trai đồ. Ngồi chụp ảnh có khác gì các cụ không? Anh cô kìa ơi, bây giờ hát theo bao nhé. Chúng ta sẽ năm mới, năm mẹ. Rồi tự nhiên là máu văn nghệ nổi lên. Hai bố con trình diễn là 7749 cái bài nhạc hết rồi nha. Thôi bánh bao thay quần áo đi. Mẹ nấu cơm trưa đây. Cũng lâu lâu là cả nhà chưa ăn sashimi đấy. Hôm nay phải làm bữa mới được. Nhà mình được cái là ai cũng thích cái món này. Bánh bao thì khói phải nói rồi, nghiện lắm. Nhưng mà cũng do chị ấy còn nhỏ ấy nên thỉnh thoảng mình cho ăn vài miếng thôi. Mà hay nha, cá hôi mà được cho vào cái ngăn đông mềm Bram Fresh này. Mỗi lần ăn nhá, lại lấy ra cắt ăn luôn. Chả cần phải dã đông vất vả. Với lại nhá, đồ ăn để trong ngăn này sẽ lưu giữ được chất dinh dưỡng và lại độ tươi ngon trong 7 ngày cơ. Tết này cứ gọi là tha hồ mà chữ đồ. À đấy, còn mấy miếng cá hồi, yes. Làm luôn nồi cháo thì bao nhở. Mà phải công nhận nhá, cháo cá hồi làm rất nhanh, mà lại còn cực kỳ ngon chứ. Đấy, phi thơm hành nhá, xong rồi cho cá hồi vào đảo đều. Đảo đến khi chín vàng rua thì nêm nếm gia vị vừa ăn. Xong rồi thì đổ hết vào nồi cháo, khuấy thêm vài phút nữa thôi là xong rồi. Uầy, thơm lưng cả bếp. Còn bây giờ đến cái món salad cây nhà lá vườn, món tủ của đồng chí Quốc Quyền đấy. Cũng xin là kính mời đồng chí vào bếp nhở. Trời ơi, cái món này nhá, thả ra cái bóng người đánh veo hết cả đĩa. Hai bố con nghệ rau củ quả cứ gọi là y chang nhau. Mà nhá, cái công nghệ nano EX có trong tủ lạnh này ý, trời ơi các bác ơi, giúp giảm cái dư lượng thuốc trừ sâu có trong rau củ quả ấy, hiệu quả cực, nên là mỗi lần để nhà ăn salad ấy cũng yên tâm. Trời ơi, rau này, chúa này, ôi trời ơi, nó không thể chịu. Đấy, tủ lạnh còn ít chuối với lại dâu tây, có ngay như thị ba cũng sinh tố dâu chuối nhá. Xong rồi, xong rồi, dọn mâm cả nhà ơi. Nghĩ nhanh quá là nhanh các bác ạ. 3 năm trước sinh mình vào vào dịp giáp Tết, còn đò hòn bé tẹo bé tẹo. Béo một cái bây giờ đây, mồm mép liến thoáng không ngừng. Em mời ăn cúc sẽ ăn cơm ạ. Em mời em chỉ là ăn cơm ạ. Ok nha, mời ăn cơm nha. Ôi giời đấy, cứ món yêu thích thì cần gì phải dục. Ba nhỏ này mà không thích ý, con mà mỏi mồm chả ăn. Coi con thấy sao? Ngon đấy, đi vừa đấy. Ông mà chờ đi luôn đấy. Ông mà chờ đi. Nào đấy các bác ạ, quả tủ lạnh Panasonic kia là ông Quyền dinh ở điện máy HC đấy. Ôi giời, nhiều đồ gia dụng là khuyến mãi đậm cực. Thay cũ đổi mới tặng đến 2 củ, trả góp đến 0%, sau lại còn nhiều ưu đãi nữa cơ. 2, 3, 2, 3, 2, 4, 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 4